Và ngay sau đây thì sẽ là một câu chuyện mà tôi tin rằng là rất nhiều người đang quan tâm trong thời gian vừa qua. Đó là cái câu chuyện và lạm dụng danh nghĩa của cơ quan chức năng của ngân hàng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền trên tài sản ở trên không gian mạng và cả qua điện thoại nữa. Bản thân là câu chuyện của cá nhân tôi thôi anh Quang ạ. Và thưa quý vị khán giả, tức là tôi cũng đã nhận được một cuộc gọi báo là tôi đã vi phạm hành vi vi phạm pháp luật tại Đà Nẵng. Và thực sự là vì là bản tin tài chính kinh doanh cũng như nhất rất nhiều chương trình của VTV Money đã đưa ra những cái lời cảnh báo là không có cơ quan chức năng nào làm việc qua điện thoại như vậy cả. Vì thế tôi đã cúp máy và tôi đã không ghi nhận cái đó. Nhưng bản thân trong lòng tôi cũng cảm thấy là vô cùng hoang mang và thậm chí là mình có một chút gì đấy e dè sợ hãi khi mà nhắc đến câu chuyện là mình đang vi phạm pháp luật. Vâng, không chỉ có một mình bản thân chị lo sợ khi mà bất cứ ai gọi điện thoại mà với cả với lấy cái chức danh đó là cơ quan công an đúng không ạ? Tuy nhiên thì và rõ ràng câu chuyện bài toán đặt ra ở đây là khi mà lừa đảo, tội phạm lừa đảo qua không gian mạng thì hiện nay thì Bộ Công an đã đưa ra một con số mà với những người thiệt hại cũng phải giật mình đấy ạ. Đó chính là việc mỗi năm thiệt hại mà các đối tượng tội phạm liên quan tới không gian mạng gây ra chiếm tới 0,13% thiệt hại của GDP cả nước. Từ số điện thoại này này thì có một người đàn ông nói với tôi là có quen với Hùng Chuột không? Thì tôi có nói là tôi không quen. Ông ta nói là Hùng Chuột là một trùm ma túy và hiện nay Hùng Chuột đã bị bắt. Ông ta khai tôi là một mắt xích chuyên tiêu thụ ma túy tại Hà Nội. Nhân vật này gửi cho tôi hai đường link. Sau khi tôi đăng nhập xong, tôi thấy tài khoản ngân hàng của tôi cứ liên tục bị trừ. Điều đáng nói trong các vụ việc tương tự thì các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào số tài khoản mà các đối tượng chỉ định. Thì trong những vụ việc gần đây, các đối tượng đã thành lập website giả mạo, trang web của cơ quan công an, viện kiểm sát, ngân hàng có chứa mã độc để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Đồng thời kích hoạt dịch vụ Internet Banking, Smart Banking và rút toàn bộ số tiền mà nạn nhân không hề hay biết. Đánh vào cái tâm lý lo sợ, ngại va chạm với các cái cơ quan chức năng, nạn nhân chịu sức ép tâm lý liên tục trong nhiều giờ dẫn đến việc bị bào mòn cái khả năng suy đoán phán đoán nên cái việc là bị các đối tượng dẫn dắt và tin tưởng. Trước đây thì các đối tượng phạm tội sau khi chiếm đoạt tài sản thì thường là tiến hành rút tiền tại các tại chi nhánh hoặc là cây ATM. Thì hiện nay thì các đối tượng lợi dụng cái việc là đầu tư mua bán tiền điện tử trên mạng Internet, các cơ quan chức năng không có căn cứ để thu giữ cái số tiền đã chiếm đoạt được, không có căn cứ để truy nguyên cái nguồn gốc của tội phạm. Theo cơ quan công an, từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.000 vụ lừa đảo qua không gian mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân là do người dân bị lộ lọt thông tin cá nhân. Cơ quan công an cũng cảnh báo, gần đây mô hình lừa đảo dạng này đang có sự chuyển dịch từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng ngắm đến thường là phụ nữ và người cao tuổi. Và thông tin cảnh báo vừa rồi thì cũng là một cái hồi chuông đúng không ạ? Tiếp tục được VTV Money của chúng tôi liên tục đưa ra trong các bản tin. Và những thông tin đó cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh trưa nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.